Hello hello, xin chào quý vị và các bạn. Quay trở lại kênh channel Xuân Thủy TV. Để bắt đầu chương trình, mình chúc quý vị và các bạn ngày mới và mãi mãi có sức khỏe dồi dào và an lạc, công việc hanh thông, lộc tài được tăng tiến nhá. Hôm nay mình làm video này để nói về trong cái tháng 11 âm lịch này. Đối với cái tháng 11 âm lịch này, nó là cái tháng Canh Tý. Thì để biết được cái tháng Canh Tý này, những cái tuổi nào mà nó sung hãn nhất, thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn nhé. Phân tích cho quý vị và các bạn để né tránh được phần nào. Thì đối với cái tháng 11 âm lịch này, nó là tháng Canh Tý, thì đối với lại tất cả những tuổi Mùi, gồm có Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi và Kỷ Mùi, là cần phải giữ gìn bản thân đi đứng, xe cộ, làm ăn, đầu tư. Sảnh miệng cũng chết mà sảnh tay cũng hại. Đấy là quý vị phải, những cái người mà đứng trước tuổi Mùi ấy, là phải chú ý trong tháng này rất là đại hại. Và tiếp theo nữa là những người mà người ta thường nói là Tý Ngọ Mão Dậu, thì tất cả những người đứng chữ Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mộ Ngọ thì gặp tháng Canh Tý này là sung hãm rất kinh khủng, hao tán tiền của, thậm chí còn ốm đau, làm ăn thất thoát, bởi vì nó bị sung địa chi, khắc địa chi. Thì nguy hại nhất là người sinh năm 1966, Bính Ngọ, là nguy hiểm nhất. Cho nên cần phải giữ gìn, phải cẩn thận, cẩn tắc voi lái mọi công việc, đi đứng, nọ kia. Thấy không? Thế còn đối với này, các cái tuổi Mão, thì đối với lại tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, thì các cái tuổi Mão này gặp tháng này cũng bị xung kỵ. Thì các bạn thử chiêm nghiệm xem nhé. Đối với cái tuổi Ất Mão 1975 thì gặp mấy năm nay rồi không hoàn thiện được, không may mắn lắm. Mà nhất là gặp năm nay tuổi Ất Mão cực kỳ là hại. Thế mà lại tháng sau là cái tháng 12 âm lịch của năm Tân Sửu này, thì tuổi Ất Mão là cẩn thận hết hơi nhá. Đấy là đại hạn đối với các cái tuổi Ất Mão. Thế còn đối với lại địa chi Dậu nữa, thì tất cả những người tuổi Dậu là gồm có Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu và Kỷ Dậu thì gặp tháng Canh Tý này đều bị sinh hao, đúng không? Bị hao tài tốn của mà. Nhưng riêng chỉ có cái tuổi Quý Dậu 1993 là nó sẽ có lộc, nó sẽ gặp may mắn trong tháng này, đúng không? Thì đấy là quý vị cứ thử chiêm nghiệm xem. Thế còn đâu là đối với các cái tuổi Tý, nằm trong tứ hình xung mà Tý Ngọ Mão Dậu mà này, thì gồm có Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý,
Mộ Tý. Thì trong các loại tuổi Tý này thì nguy hiểm nhất là tuổi Bính Tý 1996. Thì quý vị và các bạn phải cần lưu ý, những ai 1996, kể cả nam lẫn nữ, đều phải cần tắc vừa này. Đi đứng, xe cộ, làm ăn, buôn bán đều phải cẩn tắc vô cái này. Đấy. Nó có hại mà, nó có hại đến mà. Đấy. Thì như vậy đi là các bạn phải cần phải đi để biết được những cái xung hạm đấy, thì mình phải dè dặt mọi thứ, mọi chuyện để cho nó đỡ xảy ra. Thế còn người ta thường nói là những cái tuổi tam hợp tháng này thì thế nào? Mình có nhận được những cái tin nhắn nói hỏi về tam hợp. Thì đối với này Thân Tý Thìn là tam hợp của nhau. Thì đối với Tý này thì nó là đã bản thân nó đã là thủy rồi. Thế mà tuổi Thân ấy, thì bản thân chữ Thân ấy, địa chi Thân ấy, nó đã là kim rồi. Thì kim và thủy là ngũ hành hợp nhau rồi, tương hợp rồi. Thân sinh ra Tý. Thì như vậy đi là tất cả các cái tuổi Thân gặp tháng này cũng khá là may mắn, được thuận buồm xuôi gió, tốt, đúng không? Thế còn đối với lại tất cả các cái tuổi Thìn, Thân Tý Thìn mà, Thìn có hợp không? Thìn không hợp được. Thìn không hợp Tý được. Bản thân Thìn ấy, Thìn tốt Sửu Mùi ấy, nó là cái hàng tứ mộ, nó không có chung chạm với ai cả, nó không có nhờ của ai cả, nó không phải là lộc của ai cả, nó không phải là dựa dẫm vào ai cả, nó độc lập mà. Thì như vậy đi thì gồm có Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mộ Thìn. Thì trong năm cái loại Thìn này thì đối với tuổi Bính Thìn 1976 mà gặp tháng Canh Tý này thì cần phải lưu ý, có sự hại đến thân, nhiều chuyện đưa đến, làm ăn hết sức cẩn thận, bị tiểu nhân phá quấy, quấy phá rồi gặp khó khăn. Chứ không phải là hợp nhau mà là tốt đâu. Hợp nhau như phải phân được mảng, chỉ có Thân hợp Tý thôi. Thì Thìn nó là thổ, Tý là thủy, làm sao mà hợp được. Đấy, ông Thìn các bạn cứ thử gặp với em, chứ làm được không? Thì như vậy đi, đấy là chỉ biết được mình nói sơ bộ như thế để chia sẻ cho quý vị và các bạn một phần nào đó. Khi biết được và những người nào chiêm nghiệm rồi sẽ né tránh được, đúng không? Thế nhưng mình nhắc lại là đối với tất cả những người mà được may mắn và lộc tài của tháng này, là cái video trước mình đã nói rồi, là đối với tuổi Sửu, đúng không? Và những người đứng chữ Quý là sẽ gặp may mắn và tài lợi, tài lộc trong tháng này. Nhưng những người may mắn và tài lộc tháng này mà lại ở hướng Đông và hướng Tây Bắc thì không có vị gì. Nhớ. Nhưng những tuổi này mà lại ở nhà hướng Nam của tháng này thì cực kỳ vượng. Hoặc là những cái người mà bị xung hãm, xung khắc tháng này mà lại ở hướng Nam tháng này, hoặc là hướng Tây Nam tháng này, đúng không? Thì cực kỳ là vượng, mà làm ăn lại phát tài, để không xảy ra cái gì. Nhớ, nhớ là những người may mắn mà lại ở hướng Đông và Đông, và hướng Đông và hướng Tây Bắc tháng này thì là vẫn gặp họa bình thường. Đấy, nó nhìn thấy nó oái oăm thế. Như vậy đi, mình làm cái video này để các bạn chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm xem. Thấy ý nghĩa thì cho mình một like, một share, một subscribe, ủng hộ kênh của mình.
ngày một phát triển hơn, để giúp ích cho quý vị các bạn thêm phần né tránh được những phần xấu. Video này cũng xin tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị và các bạn chương trình sau. Thân ái chào quý vị và các bạn.